Hair tonic dịch ra tiếng Việt là thuốc bổ dành cho tóc. Nếu như các bạn muốn biết cách làm thế nào để sử dụng hair tonic hiệu quả nhất thì ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em 4 cách. Cách sử dụng đầu tiên sẽ dành cho những người có chất tóc mềm, mỏng và da đầu tiết ra nhiều dầu. Chúng ta sử dụng hair tonic để ủ tóc khoảng 1 tiếng trước khi gội đầu. Thứ nhất là nó có thể cung cấp độ ẩm cho tóc và da đầu. Thứ hai, cái dầu này nó sẽ hòa tan với dầu nhờn và bụi bẩn. Sau khoảng 1 tiếng ủ tóc thì lúc này chúng ta gội đầu nó sẽ sạch hơn rất nhiều, nhưng nó lại không làm mất cân bằng độ ẩm ở trên da đầu. Cách sử dụng thứ hai đó là sử dụng thay thế cho dầu sạc. Nó vừa có khả năng làm mềm, làm mượt và làm bóng sợi tóc, nhưng bạn vẫn có thể vuốt sáp thoải mái, tóc vẫn phồng, vẫn phào nếp như bình thường. Hair tonic có thể giúp cho tóc bạn mềm mượt hơn và rất dễ để tạo kiểu theo như ý muốn. Tùy vào độ hư tổn của mái tóc thì bạn có thể sử dụng hair tonic trước khi tạo kiểu. Bạn có thể dùng hair tonic như là một sản phẩm pre-style vậy. Bạn chỉ cần dùng 2 cho đến 3 giọt vào tóc ẩm, sau đó sấy khô hoàn toàn rồi dùng sáp là bạn sẽ có thể vuốt được một kiểu tóc rất mềm mại, mượt mà, khiến cho cái nếp tóc của các bạn ấy nó xoăn mềm mại, xoăn gợn sóng và có độ bóng khỏe cực kỳ đẹp luôn. Và cách cuối cùng, cách thứ tư đó là các bạn hãy thoa một lượng nhỏ dầu dưỡng trước khi đi ngủ. Cách này dành cho những bạn nào buổi sáng thức dậy tóc hay bị vẩy hay bị chỉa lung tung ấy, thì bạn chỉ cần thoa một lớp dầu dưỡng hair tonic nhỏ khi đi ngủ thôi thì mái tóc của các bạn nó sẽ mềm mại và nó nằm im ở một vị trí. Đến khi sáng thức dậy ấy, thì nó sẽ mất đi cái hiện tượng tóc bị vẩy, bị chỉa. Hello, chào mọi người. Hello anh. Tóc mượt không? Ôi, tóc trông được đấy. Hôm qua mùi hair tonic trước khi đi ngủ ấy, không vẩy, không chỉa. Uầy, ngon nhỉ? Cho em xem bên nào. Trông thế là không bên nhỉ? Trông không bị bỏ liếm như em nhỉ? Nếu mà cần chỉnh chu lại, xịt nước, sấy, vuốt sát tạo kiểu như bình thường luôn. Vừa rồi là 4 cách mà mình có thể sử dụng với hair tonic, và tùy vào tình trạng tóc của mình như thế nào thì mình có thể sử dụng một cách tương ứng. Và nếu như các bạn muốn tìm kiếm một sản phẩm hair tonic đủ chất lượng có thể thực hiện được cả 4 phương pháp trên thì mình sẽ giới thiệu với các bạn là sản phẩm ACE2 Hair Tonic được bán tại Tony Barber. Tại vì sao mình lại muốn giới thiệu với các bạn sản phẩm này? Bởi vì đây là một sản phẩm dầu dưỡng vô cùng nhẹ nhàng và thoải mái. Các bạn sử dụng nó để tạo kiểu sẽ không bao giờ lo là tóc bị xẹp hay là bị bết quá mức giống như những cái sản phẩm dầu dưỡng khác. Sản phẩm này có thành phần lành tính tự nhiên, và nếu như sử dụng đều đặn nó có thể hạn chế được rất nhiều vấn đề trên da đầu, ví dụ như là bị gầu này hay là bị ngứa. Nếu như các bạn muốn tìm kiếm nó, mình sẽ để link ở dưới phần mô tả, link chính hãng luôn. Và hy vọng rằng với 4 cách vừa rồi mình chia sẻ thì có thể giúp ích được cho các bạn. Nếu như các bạn thích video này, hãy cho mình xin một like và một subscribe kênh Giai Điệu nhé. Rất là cảm ơn anh em đã theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau.